Ông Tâm đòi à đòi ạ. Chẳng không tiêu gì đến tiền. Bút đợi một lúc nữa cháu lúc đấy nốt. Chưa nghỉ à? Nghỉ. Ôi, giám đốc. 30 chết không một nghỉ. Dở. Giờ này. Kiểu đây 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 kiểu đưa cháu đi cháu có chân liêm như thế. Ông ăn hết thôi. Đợi cháu một tí, chú làm gì cứ làm đi, đợi cháu một tí, nốt cái này rồi lấy cho. Này này nó mất tiền. 30 cũng nghỉ. Không giả đấy có tiền không giả đấy có tiền mà chỉ phục vụ nhiên là chết đi. Ông này làm buổi coi đánh ngồi được độ mấy lúc ai bắt 300 mấy giờ nên là làm cả ngày được tí chơi rồi đấy. Thì đây bỏ họ làm cả ngày thế mà để các cháu gạ mất 400 nó không ăn gì ăn nó phải trả lại ông con cháu thế. Bây giờ ông Thắng có ăn được cứ cho nó cho ông. Để xong hôm mai cái đỡ hận. Được. Mai ông tăng tuổi ông mất đỡ đỡ phải ông hối hận. Chân tay nào đấy à? Hả? Qua không có chân tay nào đấy à?